Sau một thời gian giãn cách kéo dài thì mãi đến tận hôm nay nơi mình sống mới có dịp để quay trở lại, và nhất định sẽ lợi hại hơn xưa. Thì trước khi đi vào video thì Nhung xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ nơi mình sống trong suốt thời gian vừa qua, đã làm cho tụi mình có thêm rất là nhiều động lực để phát triển hơn mỗi ngày. Bây giờ thì mình bắt đầu thôi ha. Chào mừng mọi người đã đến với nơi mình sống ở The Metropole Thủ Thiêm. Hiện tại thì Nhung đang có mặt tại một trong những dự án siêu hot thời gian gần đây, được gọi tên liên tục trên khắp các mặt trận. Không những vậy, nó còn nằm trong top 5 những dự án căn hộ cao cấp đắt đỏ nhất thành phố Hồ Chí Minh nữa. Nghe đến đây là thấy hấp dẫn rồi đúng không? Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chưa có vào trong được để khám phá đâu. Chúng ta chỉ có thể xem tổng quan ở bên ngoài và cập nhật tiến độ thôi. The Metropole Thủ Thiêm là dự án thuộc khu chức năng số 1 của khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngay trung tâm khu Đông Sài Gòn, cũng là tâm điểm phát triển của thành phố trong thời gian tới. Vì sao mà Nhung nói dự án này rất hot á? Là bởi vì dự án này nằm ngay chân cầu Thủ Thiêm 2. Đợt lễ Quốc khánh 24 tháng 9 vừa rồi thì mọi người cũng đã nghe tin cầu Thủ Thiêm 2 Hợp Long chính thức nối nhịp hai bờ sông từ quận 1 sang quận 2, thành phố Thủ Đức, và dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2022. Chính vì thế mà dự án The Metropole cũng không nằm ngoài sức nóng này. Từ vị trí dự án chỉ cần qua cầu là có thể nhanh chóng kết nối trực tiếp với khu vực trung tâm quận 1, vô cùng tiện lợi, và cả trạm metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên nữa. Ngoài ra thì cũng còn nhiều sự lựa chọn khác để di chuyển như là cầu Thủ Thiêm 1 nè, hoặc là hầm Thủ Thiêm. Từ đây có thể kết nối với hàng loạt những dự án siêu khủng khác như là khu đô thị Sala Đại Quang Minh nè, Empire City nè, rồi Eco Smart City. Rất là nhiều các dự án khác nữa. Không những sở hữu vị trí địa lý đắc địa mà The Metropole Thủ Thiêm còn được phát triển bởi chủ đầu tư Quốc Lộc Phát và đơn vị phát triển là Tân Kim Lan. Hai đơn vị này là hai đơn vị phát triển bất động sản nổi tiếng tại Việt Nam, với những dự án nổi bật đáng kể đến như là Gateway Thảo Điền nè, The Nassim Thảo Điền hay là Scenery Sky Villa. Thì trong đó thì may mắn là nơi mình sống đã được trải nghiệm Gateway Thảo Điền. Và nếu như mà ai chưa có xem tập đó thì Nhung sẽ để lại link ở bên dưới cho mọi người cùng xem nha. Với tổng diện tích rộng gần 8 hecta, The Metropole Thủ Thiêm được chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là The Galleria Residence, đã dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và đang tiến hành bàn giao cho cư dân. Đó cũng chính là khu vực mà ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá. Giai đoạn 2 của dự án đó là The Crest Residence, được tổ chức khởi công ngày 24 tháng 12 năm 2020, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2022. Bên cạnh đó thì giai đoạn 3, The Opera Residence, cũng đã được tổ chức sự kiện ra mắt khá ấn tượng, hứa hẹn sẽ là phân khu đẹp nhất của dự án The Metropole Thủ Thiêm. Giai đoạn 4 thì vẫn chưa được đặt tên, tuy nhiên thì nó vẫn đang còn là một ẩn số thú vị gây không ít sự tò mò trong giới bất động sản nói riêng cũng như là cả nước nói chung. Giờ thì mọi người hãy cùng với Nhung khám phá khu vực đầu tiên được bàn giao của dự án The Metropole Thủ Thiêm, đó chính là The Galleria Residence. The Galleria Residence là khu căn hộ, văn phòng và thương mại dịch vụ với tổng diện tích gần 15.000m², được chia làm 3 tòa tháp cao 12 tầng. Trong đó có một tầng hầm, khối đế thì cao 4 tầng, khối tháp thì cao 8 tầng với 486 căn hộ. Đây cũng là khu vực gần với cầu Thủ Thiêm 2 nhất. Mọi người có thể tưởng tượng là khi bước ra khỏi cửa nhà, chỉ cần qua cầu là tới quận 1 ngay. Thật sự là quá tuyệt vời. Các căn hộ tại dự án đều được thiết kế với phong cách châu Âu, diện tích đa dạng từ 50 đến 170m², kết cấu từ 1 đến 4 phòng ngủ. Và hầu hết các căn hộ đều có ban công riêng dài và rộng. Nhìn từ bên ngoài thì mọi người cũng có thể dễ dàng nhìn thấy là các tòa nhà của giai đoạn 1 The Galleria Residence đang được xây dựng hoàn thiện khá là chỉnh chu và rất là đẹp. Các mặt bên ngoài mọi người có thể nhìn thấy là nó đều toàn là làm bằng kính hết. Ngoài thiết kế để đón nắng nè, đón gió tự nhiên thì có đến 70% các căn hộ sở hữu tầm nhìn vĩnh viễn hướng về sông Sài Gòn và trung tâm quận 1. Và đây cũng là hướng Tây luôn, chúng ta có thể đón nắng chiều và ngắm nhìn hoàng hôn rất là đẹp. Ngoài những căn hộ có view hướng về trực tiếp về sông Sài Gòn thì bên cạnh đó phân khu Galleria Residence còn sở hữu hồ bơi tràn ở tầng 5,
phòng gym, khu vực nướng BBQ và những cái tiện ích đẳng cấp khác đang dần được hoàn thiện á. Như mọi người thấy á, là ở sau lưng Nhung, đây là khu vực shop house nè. Ồ, Nhung cảm thấy là cái shop house ở đây á, nó rất là cao và rất là thông thoáng. Nhung nghĩ là khi mà nó được hoàn thiện xong á, thì ở đây á, sẽ rất là nhộn nhịp và sôi động luôn. Khi đã khám phá hết một vòng ở bên ngoài á, thì chắc hẳn là mọi người cũng đang rất là mong chờ ngày mà nơi mình sống có thể đi vào chi tiết nội khu bên trong như thế nào, đúng không? Thì Nhung cũng rất là hy vọng cái ngày đó sẽ không còn xa nữa. Nhưng mà hiện tại á, thì mọi người cảm thấy dự án này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới về những cái cảm nhận của mọi người về dự án này cho Nhung cùng biết với nha. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo của nơi mình sống. Bye bye!